Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin tạm thời của chúng tôi có nội dung như sau. Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung mới nhất về vụ mà đánh ghen ở trên đường Lý Nam Đế. Tưởng những ngày vừa qua đã lắng xuống nhưng hôm nay lại có nhiều thông tin như thế này, là nói là người vợ trong clip là nhận được nhiều tin nhắn đe dọa, võ kiện từ phía của Tiểu Tam và nói là người vợ ở trong clip này nè là phải nhập viện vì sốc bệnh tùm lum hết. Nhưng hôm nay sẽ có thông tin mới nhất cũng như là chân dung và giống như là tính cách của người vợ này. Nhiều người đã nói là cô ấy nè rất hiền lành và thương chồng con, chưa bao giờ đánh như vậy đâu. Cụ thể ít giờ sau khi sự việc tràn ngập mạng xã hội, một tài khoản Facebook mang tên T tự nhận là người quen của chị vợ trong clip đánh ghen ở phố Lý Nam Đế đã tiết lộ một vài thông tin về người vợ. Theo đó, người vợ này tính tình thì hiền lành và rất thương gia đình và chồng con. Như ngày 15 tháng 9 vừa qua đó thì đoạn clip ghi lại cảnh gã chồng đánh đập bóp cổ vợ ngay trên phố để bảo vệ cho cái đứa Tiểu Tam hay bồ nhí của hắn ta đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Được biết sự việc xảy ra trên phố Lý Nam Đế, quận Hoàng Kiếm ở Hà Nội vào chiều ngày 15 tháng 9. Liên quan đến sự việc trên thì tài khoản T tự nhận là người quen của chị vợ trong clip đánh ghen ở Lý Nam Đế nè tiết lộ một vài thông tin mới nhất như thế này nè. Chia sẻ trên trang cá nhân, T viết: "Vụ đánh ghen ở Lý Nam Đế, cô đánh ghen là bạn của mình, cô ở bên Úc luôn. Nhà có cả một dinh thự to đùng ở khu đô thị kìa. Ba đứa con đẹp như trong tranh mọi người ạ. Nói sai nửa lời tôi chết luôn. Tính cô vô cùng hiền lành và thương chồng, lúc nào cũng về biếu quà cho bà nội mình đồ ăn thức uống, lâu lâu vẫn mua mỹ phẩm ủng hộ mình nữa. Giả mang thật sự, con này cặp lâu với chú nhà của cô này nè. Ông này còn mua cả nhà, cả xe cho nó nữa mọi người." Ngay sau đó, tài khoản này cũng chia sẻ thêm thông tin về gia đình của người vợ. Cô T là em gái thân của mình, cô mình 10 năm nay rồi. Có thể hơn những lần tiếp xúc, cô là người vô cùng hiền lành và khéo léo. Tết nhất lễ đều đem quà biếu ông bà nội của mình. Cũng theo tài khoản này chia sẻ, sau khi phát hiện chồng ngoại tình, người vợ đã rất sốc. Về cô bầu thì cô Tê biết nó từ lâu rồi, nhưng hôm nay mới bắt quả tang được vì tụi nó rất là kín đáo. Mọi người thấy cô Tê phải cải trang ăn mặc quần áo bình thường, đội mũ gáp để đi đánh ghen là phải hiểu. Chồng cô á thì mình rất giỏi. Hiện tại cô Tê tâm trí đang vô cùng hoảng loạn vì lần đầu tiên trong đời tận tay bắt được người đầu ấp tay gối mình yêu thương từ hồi còn xuân tới bây giờ. Xin nhắc lại là tình yêu nhé mọi người. Chồng cô Tê chứng tỏ đã cặp với nó rất nhiều lần rồi, nên hôm nay mới đánh lại và bóp cổ khiến cô ức hẳn như vậy. Chứ trước giờ cô chưa bao giờ đánh người nhé mọi người. Nói các bạn thấy không? Tức nước rồi vỡ bờ thôi. Mấy thằng này thì cũng buồn. Ngay sau khi đăng tải thông tin á thì nhiều người đã vào xem và ngán ngẩm trước cái hành động của cái thằng chồng này, vì bảo vệ con bồ mà lại đánh vợ. Người vợ trong clip đánh ghen á là một người vợ hết sức hiền lành luôn. Còn chia sẻ thêm nè, chắc cô cũng theo dõi vụ việc này lâu rồi, bình thường cô không ăn mặc thế đâu, nay cải trang nên bắt ghen á. Còn chiếc xe mà lé sệt mà LX570 á thì đúng rồi, biển số không lệch, đi đâu được, đó là của cô, cả một dinh thự, thằng chồng chả có gì đâu. Tội nghiệp con Tiểu Tam, chắc cũng bị dẻo ngoài mà hào nhoáng của thằng này mới lừa thôi. Mà con á thì cũng chả có gì, thứ mà đi giật chồng người ta thì cũng chả có gì phải nói. Rồi, cảm ơn các bạn.